Hello, chị Kiều Hương xin chào tất cả các em. Hôm nay chị em mình cùng chơi trò máy xúc, cần cẩu, xe ủi, xe tải, xúc tuyết, xây lâu đài nhá. Đây là máy xúc này, sắp đầy xe tải rồi đấy. Ok, đi thôi nào. Tuyết rơi nhiều quá đi. Ui. Ui, tuyết to đùng luôn. Ấy, lâu đài của mình cần xây đây này. Chị em mình cùng đổ tuyết vào đây nhá. Chị em mình cùng chọn phương tiện khác để xúc đất nhá. Cần cẩu này. Wow, mỗi lần xúc được nhiều ghê. Chắc chỉ cần 3 xúc là đầy xe luôn ý. Đã đầy rồi. Bạn chuột đi nào. Tuyết nhiều quá, có cả băng luôn kìa các em. Đi cẩn thận nhá. Đây rồi. Yeah, lại được thêm một tầng nữa rồi đấy. Mình cùng chọn xe ủi nhá. Ủi tuyết xuống nào. Xe tải đang đợi ở dưới rồi. Nữa nào. Yeah. Đã đầy rồi đấy. Đi thôi nào bạn ơi. Mình sắp đến nơi rồi. Đây rồi. Nhanh ghê. Tiếp theo mình cùng chọn máy ném tuyết nhá. Ấy, năng suất hơn hẳn. Ui, nhanh quá. Đã gần đầy rồi. Sắp đến nơi rồi. Đây rồi. Cùng đổ vào nào. Yeah. Tiếp theo chị em mình cùng chọn máy nghiền tuyết nhá. Đây này, đây là máy nghiền đấy. Ấy, nghiền ra tuyết luôn. Nghiền tiếp nào. Hay thật đấy. Đi thôi nào bạn ơi. Nguy hiểm quá. Đã đến tòa lâu đài của mình rồi đấy. Tuyệt vời, mình đã xây xong rồi. Cùng hoàn thiện tòa lâu đài nào các em ơi. Thêm lá cờ nữa nhá. Cửa cho tầng 2 nhá. Cây thông này, mình phải có cửa nữa chứ. Một cây thông nữa, nhưng mà mình sẽ đặt ở bên cạnh.
Wow, nhiều cây thông quá đi. Ok, chị em mình đã xây xong nhà rồi đấy. Các em thấy thế nào? Đẹp đúng không? Trò chơi của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của chị Kiều Hương nhé.